Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cách dùng của lệnh like trong AutoCAD ha. Đầu tiên á thì từ biểu tượng icon trên desktop á, mọi người double click vào cái phần mềm này để khởi động cái phần mềm của mình lên. Rồi, mọi người đợi một tí ha, cho nó load chương trình. Rồi khi mà cái phần mềm của mình được mở lên như vậy, mình mở một cái trang mới ha, mình vào cái biểu tượng dấu cộng ở đây để mở cái một cái giao diện đồ họa mới lên. Thì ở đây có cái đường lối, hiện ta nhấn phím F7 nè, tắt đường lối. Rồi rồi sau đó chúng ta tiến hành vẽ lệnh like ha. Lệnh like là một cái lệnh rất là cơ bản của AutoCAD ha. Sau này mình sử dụng vẽ các chi tiết thì hầu như là đều bắt gặp cái lệnh này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ cái lệnh này. Thì lệnh like này cơ bản là chúng ta sẽ có ba cái cách để mà vẽ được. Thứ nhất á là chúng ta sẽ từ cái dòng comment nè, chúng ta gõ trực tiếp cái lệnh like nha, gõ cái từ khóa là like nè, chúng ta enter một cái. Rồi khi mà xuất hiện cái dòng nhắc này, chúng ta sẽ chọn một cái nút chuột trái trên màn hình nè, đó một điểm, rồi chúng ta rê chuột ra một cái cách, một cái đoạn. Ở đây chúng ta thấy là cái đường thẳng này của mình á, nó có thể là nó lệch một cái góc tọa độ bất kỳ, hoặc là chúng ta muốn cho nó thẳng đứng hoặc là ngang như vậy. Khi mà nó lệch một góc bất kỳ như vậy á, mà mình muốn cho nó thẳng đứng hay là ngang á, thì mình sẽ nhấn phím F8 nè, F8. Rồi rồi sau đó mình sẽ có hai cách. Thứ nhất á là mình sẽ nghích một cái điểm bất kỳ trên đây đó, chúng ta sẽ ra một đoạn thẳng. Hoặc là trường hợp mà chúng ta có biết được cái độ dài đoạn thẳng rồi đó, thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị của đoạn thẳng nó vô. Đầu tiên là chúng ta chọn một cái điểm góc mà chúng ta ghi chuột, mà ghi chuột ra một đoạn, ví dụ đoạn thẳng này chúng ta dài khoảng 200 đi, nhập vô 200. Rồi 200. Rồi, đây giá trị 200 ha. Rồi, đó là cách thứ nhất, chúng ta nhập từ dòng lệnh comment. Thứ hai là từ tranh home này. Chúng ta có một cái biểu tượng đó là lệnh like ở đây, chúng ta click vào. Thì chúng ta click vào đó thì ngay cái dòng mà comment á, thì nó cũng xuất hiện cái dòng nhắc mà chọn một điểm đầu tiên. Mình click chuột trái vào một điểm đầu tiên trên màn hình nè. Chúng ta rê chuột sang trái hoặc là sang phải, hoặc là lên hoặc là xuống gì cũng được hết. Này chúng ta thường là chúng ta nhấp sang phải ha. Rồi sau đó một cái đoạn thì chúng ta biết được cái độ dài của đoạn thẳng, nhập giá trị vô, ví dụ đây là 150 đi, 150 đây là mà đơn vị là mm nha mọi người. Rồi chúng ta kiểm tra giá trị đây, 150. Nếu mà mọi người muốn vẽ một cái lệnh like bất kỳ nè, nó không có vuông, một không có ngang dọc thẳng như vậy, thì mình nhấn bỏ phím F8 ha, nó sẽ có một góc tọa độ như vậy. Rồi đây thì mình nhắm dù như 150 đi, thì nó cũng ra một giá trị 150 cho mình ha. Đây 150. Rồi
Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba chúng ta sẽ dùng từ cái thanh menu. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để hiển thị cái thanh menu ha. Tại vì cách đó mặc định ra thì nó sẽ thanh menu nó sẽ bị ẩn đi, thì mọi người sẽ vào đây từ màn hình nè. Giờ dây có cách nè, mọi người vào cái dấu mũi tên ở đây, rồi giờ đây là dọn chọn show menu bar. Thì ở đây cái thanh menu của mình xuất hiện nè, mà nó bị mất phải không? Nè, bị mất. Rồi bây giờ chúng ta hiện nó lại nè, hiện lại. Rồi từ thanh menu này chúng ta vào cái thanh menu là Pro nè, chúng ta chọn Like. Rồi mình cũng kích một điểm trên màn hình ha, chúng ta sẽ kéo sang trái hoặc sang phải, lên xuống tùy ý mình. Rồi mình nhập giá trị vô, ví dụ biết 200 thì nhập 200 vô, hoặc là mọi người không biết giá trị thì mọi người ngích vào nó. Rồi xong biết một điểm bất kỳ nó cũng ra được cái giá trị của cái thằng hãng like ha. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho mọi người ba cái cách để vẽ cái lệnh like trong cái phần mềm AutoCAD, và cái cách để mà ta ẩn hiện cái trình duyệt menu. Thì mong rằng qua video này mọi người có thể tập làm quen và thao tác những cái lệnh cơ bản ở trên CAD một cách dễ dàng nhất có thể. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo.